Mexico bắt đầu bắt kèo nào? Rồi Đức Mexico ăn tiếp theo được. Nova, ông này đánh X-Bow này. Hello, hello, welcome back to my channel. X-Bow mà gặp Brisbane thì hơi khó. Brisbane, ông Anthony đánh Brisbane cực hay. Hello my friend, hello, welcome back to my channel. Ram, wow, good job bro. Wow, one hit, wow. Slovenia, hello, welcome. Xin chào, chào. Hôm nay thì livestream bằng cái app bằng PC bằng BlueStacks vì vậy mượt. Nhưng mà tí nữa đánh thì không biết như nào. Đánh thì đánh bằng cái Play Server. Tí nữa stream đến đoạn nè. After this we'll take fast look my currently. Ok. Names bro, sub name name name. Brista mà đánh hay lắm, ông này đánh hay lắm. Có, em tí nữa em xem mà. Trận của Đức với Mexico thì em không chơi, em xem của trận cuối mà. Nó stream đẹp. Thực ra là dựa vào tường thì đỡ mọi thôi. Yeah, I'm your friend list. Trận Đức với Mexico thì em không xem. Brista. Oh, Messi đã chơi MVP. Fresh fishing map. Assassin, ok, also Assassin. Oh, Anthony. Hello, hello, bro. 20 respawn 5 on good. Bao giờ Việt Nam đánh tiếp vậy? Trả lời ngày 20, ngày 26 nhá. Sao lại được thế, muốn học theo sao lại được thế, muốn học theo cái này đơn giản mà, bắt bắt tải cái Xbox hoặc là Split là được mà. Thực sự thì Wispam gặp những cái deck như thế này thì đánh cũng khá là ổn, nhưng mà ăn ăn thì hơi khó, tại vì là cái deck này nó sẽ có một cái rocket và một cái yes bằng máy tính. Peace. X-Split nhưng mà lại Split. Cái đấy thì em không dùng. Cái đấy thì em dùng bằng OBS. Mấy ông streamer đổi chuyên nghiệp thì ông sẽ dùng hai app dự phòng. Em chẳng biết là cái nào nhẹ hơn cái nào cả. Xem ông này đánh hả? Xem ông này đánh này. Ông này đánh cái gì? Fizzy này. Oh! Zip X-Bow. Xem ông Anthony đánh nhỉ? Tí nữa mình sẽ kết nối Facebook. Yo Sean. Yo Sean. Means. Wizards. Oh my god. Duck Freeze. Còn về dưới chơi bể. Bể hướng, đổi hướng nhanh, đổi hướng nhanh. Lệch quá. Wizards. One hit. Golem, golem. Mình nghĩ là golem. Giant, giant. Giant, pump. Free challenge game over from your lead. Ok, I will.
À không, cái mạng Facebook thì có thể in game được, cả in game được nữa cơ. Bây giờ nhiều loại mà. Facebook chỉ là một hướng thôi. Golem Winando. Yeah. Balloon, no. Not balloon. Giant or golem. Đánh thực ra là bây giờ em không đánh được à? Thực ra là em đang stream ở trên PC vì vậy không đánh được. Em chỉ đánh được trên golem với đồ. Yeah. I think golems next. Yeah, bros. Khi nào mà em stream bằng trên bằng cái đấy thì em mới đánh được. À, được. Lúc nào được, lúc nào được là Fireball comes out. Fireball, con giáp Fireball. Yeah, that's right. Okay, good defense. Giờ lên thành của 400. Cái đại Facebook em á, Facebook đi. Inbox ở trên Facebook rồi em gửi cái link in game cho các bạn như dễ. My legendary are the most notable. You went for jetting today? Yes. Con Magic Archer này cực hay ha. Không ạ, ở trên ở dưới cái phần mô tả của video đó. I cannot bro, I can't not. So là respawn. Yeah, no. One good job. Yeah, crazy deck. I think so. Crazy deck. Bochum. Zip Bochum. Bochum never win with this deck. Never win. Good job. Yo, what's someone he don't post today. À, gamer nổi tiếng thì phải sau phải follow họ ở trên Twitter các bạn. Và xin link. Anh ấy challenge thế nào rồi, thành công không? Để đừng nhắc đau vãi luôn. Đây ạ. Các ông thấy đau không ạ? Con hậu nghệ cái bắn nó chìm hay lắm, bắn con đấy hay lắm. Con Magic Archer là con hay đấy, không phải đùa đâu. Nó kết hợp với Nick Rispan. Hay. Ờ này chắc là ngừng push rồi. Zip 113. Đánh đích của anh à, cày vãi luôn. Đánh thua hai trận, một trận là thua ngay từ trận ban đầu á. Ngay từ ban đầu. Đúng rồi, 400 gem bay trong một nó nhà luôn. Một trận thì thua ngay từ trận ban đầu. Ở mình kể luôn là cái phần thua 11-3 ấy nhá. Thì ngay trận đầu Forever Alone. À thật đi, let's go top 1. Good job. PUBG. Ông này đánh hay lắm mày. Ông này chuyên là pusher này. Ông này đánh hay lắm mày. Ông này đánh của vạn rất hay luôn. Ra này PUBG. Thank you.
Maybe I'll send you. Yeah, yes. Okay. I see. Mình có lẽ là Anthony hôm nay sẽ put lên top 1. Lock bait master. Yeah. Anthony play very good. Yeah. Look. Wow, top 4. Oh my god. I'm the fan.